Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm Canh Tý, ngày này là ngày Canh Thìn. Tháng Kỵ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh bạch là kim ngày canh thìn tức chi sinh cho can có nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày khác Vài nạp âm bạch lạp kim kỵ tuổi giáp tuất mậu tuất ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi màu tốt, nhờ kim khắc mà được lợi ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tốt. vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi giáp tuất mậu tuất giáp thìn, tuổi dung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên mã, hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao tiểu hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, sáu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao băng tiêu ngọa hãm, sáu mọi việc, sao hà khôi hay còn gọi là sao cậu giáo, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao bạch hổ kỵ về an táng, sao sát chủ, sáu mọi việc về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng tây nam sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi từ vi tuổi tý thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý đang có điểm báo của nguy cơ hao hụt về tiền bạc, tài sản trong ngày và rất có thể vì sự chủ quan mà bạn mệnh tuổi tí đánh mất đi một khoản tiền không nhỏ. Do đó, bạn nên hành động thận trọng hơn, cẩn thắc vô ái náy, làm gì cũng phải suy tính tới sự an toàn đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc khiến cho con đường tình duyên của bạn có phần ảm đạm nhiều nỗi buồn, tình cảm gia đình có những mâu thuẫn, đôi bên không thực sự hiểu và thông cảm cho nhau nên có nhiều vấn đề phát sinh giữa hai người. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, chưa có được nhiều cơ hội để cải thiện vận trình hiện tại, chỉ đành ngậm ngùi, tiếp tục kiếp FA mà thôi. Ngày này với bạn tụ tí, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về những vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc như sự chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có nguy cơ hao hụt về tiền bạc tài sản tử vi tuổi bính tý thuộc thủy vì sự chủ quan nên đánh mất một khoản tiền không nhỏ tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nên hành động thận trọng hơn cẩn tắc vô ái náy tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đường tình duyên ảm đạm nhiều nỗi buồn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn đôi bên không hiểu và thông cảm cho nhau và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. Từ vi tuổi sửu thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tử xỉu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử xỉu trong ngày này đã gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, nâng đỡ cho bạn, cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tử xỉu trong ngày hôm nay rất chi là tốt. Bạn làm việc thận trọng, nghiêm túc, luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, xử lý công việc thỏa đáng, cho nên rất được lòng cấp trên, cấp dưới, cái mối quan hệ với đồng nghiệp cũng được hài hòa. Công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày này có được sự thuận lợi, hứa hẹn con đường tương lai của bạn được rộng mở, thu nhập sớm được cải thiện. Tuy nhiên, dù làm việc mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng đôi khi với bạn tuổi Sửu lại thiếu đi sự linh hoạt và mềm mỏng cần thiết. Nhất là trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thổ khí quá vượng cũng là nguyên nhân dẫn tới những ức chế tranh cãi không cần thiết. Nếu không biết dung hòa, rất có thể bạn sẽ là người khơi mào cho những mâu thuẫn. Bạn cần phải cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân thật tốt để tránh những khúc mắc không đáng có xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim có thái độ làm việc thận trọng, nghiêm túc, có trách nhiệm, từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy xử lý công vụ thỏa đáng nên rất được lòng mọi người từ vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa công việc diễn ra thuận lợi hứa hẹn con đường tương lai của bạn được rộng mở từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ đôi lúc thiếu đi sự linh hoạt và mềm mỏng cần thiết từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân tránh khơi mào cho những mâu thuẫn xảy ra và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi dần đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này không chỉ mang lại cho bạn có được sự thuận lợi trong sự nghiệp, bạn đang có được cát khí vây quanh còn mang tới cho bạn có được những cảm xúc lãng mạn tuyệt vời trong tình yêu lứa đôi. Tình yêu của hai bạn bắt đầu từ những điều bình dị và nhỏ bé, không cần phải quá rầm rộ, bạn vẫn cảm nhận được hạnh phúc ngay bên cạnh mình. Chẳng những vậy, vận may của bạn tuổi dần trong ngày này đang còn được mỉm cười khi bạn gặp được thực thần chiếu mệnh mang tới cho bạn có được những tin tức khả quan về tài lộc. Những kế hoạch đầu tư trước đó của bạn bắt đầu có được lợi nhuận thu về, các khoản thu lọ trước đó dần được bù đắp. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra sau quãng thời gian cố gắng thầm lặng vừa qua. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, mối quan hệ xã giao diễn ra thuận lợi, nhiều cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, giải quyết nhanh gọn mọi việc, luôn luôn dẫn đầu. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, có cảm xúc lãng mạn, tuyệt vời trong tình yêu lứa đôi. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, con đường tài lộc đốn nhiều tin tức khả quan từ vi tuổi nham dần thuộc kim kế hoạch về đầu tư trước đó của bạn đang chôn lợi nhuận thu về khoản thu lỗ dần được bù đắp và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc năm sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão thứ hai, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày của ngũ hành mão thìn tương hại cho thấy với bạn tuổi mão có thể sẽ phạm phải những sai lầm sự thay đổi sẽ không thể diễn ra trong một sớm một chiều mà phải trải qua một quá trình cho nên sai sót hiện tại chẳng đáng là gì quan trọng là với bạn tuổi mão biết đứng lên và tiếp tục làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính ấn tương trợ, cho nên với bà tuổi Mão có thêm được những vận may trong việc theo đuổi sự nghiệp của mình. Ngày này có nhiều người có nhiều cơ hội trở nên được nhiều người biết đến, nổi tiếng hơn, không chỉ thể hiện được năng lực của mình mà còn làm được nhiều việc lớn lao khác. Tuy nhiên, á, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có một thổ sung khắc dự báo về tình hình tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay lại gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn này, thậm chí với bạn tuổi Mão đang cố đòi nợ ai đó vào lúc này vẫn chỉ nhận được những lời hứa hẹn mà thôi. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy niềm tin đến trong những điều rất nhỏ nhoi. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa có người chê bai năng lực của bạn. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ tinh thần của bạn có phần bi lụy. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc vạn sự nên tùy duyên. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim nên xác định lại các chỉ tiêu mới cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ phi tuổi Thìn, thứ 2, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tử thìn đó cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử thìn trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành thìn thìn tự hình cái điều này cho thấy với bạn tử thìn đang có những lo lắng ở trong lòng tuy nhiên một khi bạn dám đối mặt với vấn đề bạn sẽ hiểu ra rằng chuyện mà mình đang vướng phải cần phải nghiêm túc xử lý không thể dã dạ vờ trôi qua được với bạn tử thìn bạn khát khao được trải nghiệm khám phá những điều mới mẻ trong ngày cuối năm này. Những sự tương trợ của thực thần chiếu mệnh, hãy cùng bạn bè lên kế hoạch, tham khảo các chương trình cần thiết. Tuy nhiên, chớ nên vội vàng đưa ra một số quyết định trong ngày. Nếu có bất kỳ ý tưởng nào hay thì bạn cứ thẳng thắn đưa ra trước mọi người thay vì ai rụ đâu làm đó đi đó thì không có hiệu quả. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cho thấy vấn đề sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng do tâm lý của bạn không được ổn định. Bạn cũng có thể tìm đến ai đó để được chia sẻ những tâm tư riêng nhờ thế mà sớm thoát khỏi tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sự tinh tế sẽ mang lại cho bạn có được nhiều lợi thế tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ đừng vội bình luận về việc của người khác tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc bạn dễ gặp phải sự cố ngoài ý muốn tử vi tuổi canh thìn thuộc kim có người mang lại cho bạn lời khuyên quý giá tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hãy tùy tình hình mà có cách xử lý sao cho phù hợp Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cho thấy rất có thể là đồng nghiệp bạn bè thân thiết sẽ đẩy bạn tuổi tỵ đi tới giới hạn của ngưỡng chịu đựng và khiến cho bạn bùng nổ một cách hết sức là mạnh mẽ và với bà tuổi tỵ cũng đừng quá buồn vì đó là cơ hội để cho bạn hiểu thêm về họ, tránh được sự ngờ nghịch và những sai lầm trong tương lai. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh, mang tới cho bạn đang có được những tin vui liên quan tới sức khỏe của mình. Nếu như bạn duy trì được thói quen tốt trong việc đẩy mạnh, cải thiện sức khỏe bằng chế độ ăn uống, Tập luyện thể dục thể thao đều đặn thì nhất định sẽ nhận được kết quả như mong đợi mà thôi. Và ngày này với bà tụ tị, nhân thần nằm ở thắt lưng, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉ châm trích ở các vị trí này vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ cẩn thận kẻ bị mang tiếng vì chuyện không đâu tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ bạn chẳng thể đoán biết được điều gì đang diễn ra tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tránh nói những điều không có căn cứ tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có những trăn trở của bạn được giải tỏa tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên học cách buông bỏ vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy với bạn tử ngọ có thể gặp những khó khăn trong việc lựa chọn đánh giá việc biết đâu là điều cốt yếu sẽ giúp cho bạn tử ngọ thiết lập được quan điểm chung để giải quyết những vấn đề nhạy cảm và phức tạp trong ngày hôm nay trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tử ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn mệnh đang có được sự thuận hòa, an vui, có nhiều niềm tin được xây dựng. Có những cặp đôi có tin vui trong thời gian này được nhiều người xung quanh hỗ trợ cho bạn nữa. Ngày này với bà tuổi ngọ, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc, hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nỗ lực hết mình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, đào hoa khai sắc. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tìm được người mình yêu thương. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, may mắn nối tiếp. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, công việc có bước tiến trị mới. và đánh giá của bạn tự ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Mùi thứ hai, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh, cho nên sẽ có chuyện gì diễn ra khiến cho bạn tuổi Mùi thay đổi suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo rằng điều đó sẽ tiến triển theo hướng tích cực, đừng để cho những cảm xúc tiêu cực làm cho bạn mất niềm tin vào bản thân vì những chuyện bạn không thể nào thay đổi được. Ngày này với bà tuổi mùi cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng cho thấy việc giải phóng năng lượng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong ngày hôm nay. Việc tập thể dục thể thao, vận động cơ thể là cách để cho bạn rụ bỏ những bực bội ở trong lòng và toát mồ hôi một chút cơ thể của bạn sẽ được sảng khoái hơn. Và ngày này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn không nên tiến hành xuất hành đi xa. Nếu như có công việc không thể tránh được thì bạn nên tiến hành xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng tây nam. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn có được sự may mắn trong công việc và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim hãy cư xử văn minh trong mọi tình huống tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có những điều khiến cho bạn phải trăn trở suy nghĩ tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tin người sẽ khiến cho bạn mất tiền tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có những điều bạn không mong đợi nhưng lại tới tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc cần phải ngồi lại bên nhau để thẳng thắn trong mọi công việc và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi thân đang có được cơ hội cao sẽ tìm được người ưng ý khi với bạn mở lòng hơn khi bạn không đưa ra yêu cầu quá cao cho tiêu chuẩn của một nửa mọi thứ trở nên thực tế hơn khi bạn hiểu rõ bản thân cũng như là mọi người. Chuyện tình cảm lứa đôi ngày càng được rực rỡ khi sợi dây gắn kết của hai người càng trở nên bền chặt khi cả hai dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mở ra cho bạn đang có được những cơ hội mới giúp cho bà tuổi thân gia tăng về tiền bạc nguồn thu, tuy nhiên có thể vận may này sẽ không kéo dài. Vì thế, trong thời gian tới với bạn mệnh tuổi thân nên dựa vào năng lực của mình mà kiếm tiền, chớ nên vì tham lam mà ảnh hưởng tới tiền bạc đã kiếm từ bao lâu nay. Ngày này với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng, cho thấy sức khỏe của bạn mạnh lại khá chi là tốt, những ai đang ốm thì nay sẽ được cải thiện rõ rệt, căng thẳng đã được đẩy lùi, tuy nhiên, để duy trì tình trạng sức khỏe được ổn định thì bạn vẫn không ngừng, không nên được chủ quan lơ là khi cho rằng mình đã khỏe rồi vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy chuyện tình cảm thuận lợi hanh thông tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa công việc thuận buồm xuôi gió tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ đừng có vội đòi hỏi điều gì quá cao sang tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim bạn khó tránh được việc sẽ ra sai sót vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tử dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử dậu trong ngày này đang gặp được ngày có Lục Hợp phù trợ mang tới cho bạn có được hòa khí trong gia đình. Và bạn tử dậu thời điểm này dù có nhiều vấn đề phải cùng nhau bàn bạc, xử lý nhưng nhờ có sự đồng thuận cho nên mọi việc diễn ra được suôn sẻ và hanh thông trong ngày thứ hai này với bạn tự giàu, tình hình về tài chính của bạn cũng đã ổn định hơn trước rất nhiều. Về cơ bản là nguồn thu và nguồn chi của bạn khá cân bằng. do đó, bạn đã không quản phải rối tinh rối mù vì những tính toán không đâu. để đảm bảo kế hoạch lâu dài thì với bạn tự giàu cũng nên biết tiết kiệm hơn và cố gắng chi tiêu trong thời gian tới trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh trong thời gian này lại khá tốt không những kể cả về tinh thần mà thể lực của bạn đều rất tốt là nền tảng tuyệt vời để cho bạn mạnh mẽ thực hiện những dự án đã định của mình. vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có tin vui về tiền bạc có người trả nợ cho bạn. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc họ đừng suy nghĩ quá nhiều và dễ họng việc. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ hãy có tầm nhìn xa hơn từng việc mình làm. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc hãy cho người khác biết tín hiệu phù hợp nếu cần. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim suy nghĩ sâu sắc của bạn chưa chắc được nhiều người hiểu. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi tốt đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn Tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi Tuất đang có điểm báo bất đồng xảy ra với bạn với một người bạn hoặc là đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Hạn nhìn họ cũng có quan điểm riêng của mình và ra sức bảo vệ nó, thế nên việc cùng đưa ra một quy định chung sẽ giúp giảm thiểu những căng thẳng không đáng có giữa hai người có những điều hạnh phúc đơn giản mà tiền bạc không thể nào giúp mua được. Đó là điều mà với bà tử tuất sẽ thấm thía trong ngày khi bạn đang có được thực thần ghé thăm. Đừng quên rằng có rất nhiều những cách thức khác nhau để khiến cho cuộc sống tốt đẹp lên và trong đó có một phần là yếu tố giàu có cả về cảm xúc lẫn vật chất và bạn hãy để cho mình luôn thoải mái vui vẻ như thế bạn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua thật là dễ chịu với mình Ngày này với bạn tử tuất bạn mệnh nên kiên cử, đó là việc chôn cất, cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, trộ cửa, gắn cửa hay là việc làm thủy lợi. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ niềm tin đến từ những điều vô cùng là nhỏ bé. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ trở ngại trước mắt chỉ là chút thử thách nhỏ mà thôi. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc bạn luôn có cơ hội để thay đổi. Tử vi tuổi canh tuất thuộc Kim tránh chỉ trích những ai có ý kiến trái ngược chiều với mình. Từ vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, sự dễ thương, nhỏ nhẹ là lợi thế của bạn trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang có báo hiệu bạn không nên cố chấp cứng đầu khi trong ngày đang gặp thiên quan chiếu mệnh việc khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân và thiếu tôn trọng những ý kiến của người xung quanh là hoàn toàn không phải là chiến lược hay trong ngày hôm nay, thậm chí còn có thể khiến cho bạn thất bại nữa. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khác dự báo cho bạn đang có những căng thẳng trong mối quan hệ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khác dự báo cho bạn đang có những căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm và bạn hãy học cách chấp nhận điểm mạnh điểm yếu của mọi người và hỗ trợ nhau chính là bí quyết để cho bạn có được một mối quan hệ bền lâu tốt đẹp thay vì áp đặt quan niệm sống cá nhân vào đối phương thì tốt nhất là cả hai hãy lắng nghe nhau và hỗ trợ cho nhau cần thiết và ngày này với bà tuổi hợi là ngày sát chủ, thiêu quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, với bạn tuổi hợi không nên tiến hành những công việc trọng đại. Đặc biệt là xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng, xuất tiền lớn trong ngày, bạn không nên làm. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ, có cân đo đong đếm nhiều hay tính toán cũng chẳng ích gì. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có người mang đến cho bạn lời khuyên quý giá. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc tình cảm khó chan hòa vì có thái độ chống đối. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim những góp ý của bạn được ghi nhận. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy bình tĩnh suy xét vấn đề một cách cụ thể và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.